Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay Avezanh. Cô giáo xin gửi lời chào đến tất cả các em học sinh yêu quý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 2, sống cùng ký ức của cộng đồng, qua văn bản đọc Ngôi nhà truyền thống của người Ede. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi sau khi đọc. Câu hỏi thứ nhất, sách giáo khoa trang 49. Từ hình minh họa, bạn hãy chỉ ra những chi tiết mà văn bản đề cập. Đó là các chi tiết nhà dài, cầu thang, hoa văn chạm khắc. Ở câu hỏi này, cô giáo có hướng dẫn trả lời cho các em như sau. Thứ nhất, đó là nhà dài. Nhà dài có hình dáng cái thuyền, là nét đặc trưng của chế độ mẫu hệ của người Ede. Nhà dài của người Ede là nhà sàn làm bằng tre nứa, gỗ. Mặt sàn và vách tường bao quanh nhà được làm bằng thân cây bương hay thân tre già đập dập. Mái lợp có tranh. Độ dài ước tính bằng số lượng dầm ngang, đó là D, tương ứng với một đôi cột. Thứ hai, đó là cầu thang. Cầu thang gắn với hai cửa của nhà dài. Cửa phía trước dành cho khách và nam giới. Cửa phía sau dành cho phụ nữ, gọi là cầu thang đực và cầu thang cái. Cầu thang cái bao giờ cũng là hình ảnh bầu sữa mẹ và vầng trăng khuyết. Còn cầu thang đực không chạm khắc nhiều, thường chỉ là một cây gỗ, sau đó được chạm khắc những bậc để lên xuống. Nó đơn giản hơn cầu thang cái rất là nhiều. Thứ ba, đó là hoa văn chạm khắc. Chạm khắc nhiều hình con vật như voi, cua, cá lên xà nhà và qua đó thể hiện sự giàu có của chủ nhà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2, sách giáo khoa trang 50. Ngôi nhà và sinh hoạt của người Ede được miêu tả trong văn bản. Trên gợi nhớ những chi tiết nào trong văn bản Đăm săn chiến thắng một tao một xây? Với câu hỏi này thì các em đọc văn bản và thấy được các chi tiết trong ngôi nhà cũng như là sinh hoạt của người Ede. Vậy thì những chi tiết ấy giúp cho em gợi nhớ đến những chi tiết nào trong văn bản Đăm săn chiến thắng một tao một xây? Cô giáo có hướng dẫn câu trả lời cho các em như sau. Những chi tiết trong văn bản Đăm săn chiến thắng mở tao mở xây được gợi nhớ đến là nhà mở tao mở xây, đầu sàng hiên đẽo hình mặt trăng, đầu cầu thang đẽo hình chim ngói, ngôi nhà của lão tù trưởng, nhà giàu này trông quả thật là đẹp. Cầu thang rộng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà kiêng một trẻ đuê vẫn không sợ chật. Hãy đánh lên tất cả, cho ở dưới vỡ toác, các cây đòn ngạch, cho ở trên gãy nát, các cây xà ngang. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3, sách giáo khoa trang 50. Vì sao ngôi nhà nói đến trong văn bản được gọi là ngôi nhà truyền thống cả của người Ede? Vậy thì tại sao mà ngôi nhà được nói đến lại là một ngôi nhà truyền thống đặc trưng của người dân tộc Ede? Cô giáo có hướng dẫn trả lời cho các em như sau. Ngôi nhà mang đặc trưng của chế độ mẫu hệ của dân tộc Ede. Vì ngôi nhà là nơi gắn kết bao thế hệ của dòng họ, của người Ede từ đời ông bà, bố mẹ cho đến đời con, đời cháu. Căn nhà kéo dài mãi, che chở cho cuộc sống của bao thế hệ. Không chỉ thế, ngôi nhà còn là nơi thể hiện cái lễ nghi, tập tục của người Ede, thể hiện sự trọn vẹn, hồn cốt đại ngàn của dân tộc này. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu các câu hỏi trong bài và mong rằng các em sẽ có được những kiến thức nhất định phục vụ cho quá trình học tập. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.